Em chào tất cả anh em, anh chị em và mọi người, bà con, cô bác. Ngồi đây có được chứ. Hiện tại em bây giờ thì mọi người đã biết thì chuối ăn rất tốt cho sức khỏe. Hiện tại em đang ở trong nhà ngoại mọi người. Lâu lắm rồi, hôm qua ông ngoại nó ra chợ chơi, có em có với tấm lầy đồ, có nhậu với ông ngoại một tăng. Bữa nay em hẹn với ông ngoại chạy vô chơi, mà ông ngoại hiện tại không có ở nhà. Chuối ngoài ăn ra mình cũng có dùng câu cá được nữa, mà biết chín hay không thôi. Chúng xong câu cho nhanh. Móc cục mồi bự vậy, nó rửa thôi. Xuống sông câu cho nó nhanh. Ở đây cá này ít hơn cá dưới sông. Dưới sông cá nhỏ hơn. Ừ, thì vừa rồi. Giục cục cơm xuống là quá. Anh bu lại liền, anh chạy đâu khỏi. Biết lắm, cục cơm lụm liền. Bự à, trên ký à. Ừ. Vô. Con này vừa ăn luôn rồi đó. Bắn không bắn được rồi lụm được. Cần cần hai con heo nó cần dưới đâu tay bà luôn á. Cần hai ngảnh nó. Đâu. Rồi đi. À, là chào có nha. Hôm nay vô nhà ông ngoại bắt cá giò của ông ngoại ăn nữa rồi. Chắc hết không phải nữa, lâu quá không ăn rồi chứ phải nữa. Này cá giò này chắc cũng cỡ khoảng làm cái rưỡi. Đi mới câu dính rồi hả? Đứt cái lưỡi luôn rồi. Thấy chưa? Cầm cái ngảnh nó đi vô ngầm. Ngảnh tâm chết mẹ. Đứt lưỡi. Bún rồi hộp. Đó, rồi ông ngoại ăn cani luôn. Đúng rồi, ông ngoại có còn gì đập dưới trời. Ông còn cái cộng nịt mà năm sau đào hoài mà người ta ăn cắp bắt mẹ má nó người ta lấy rồi luôn. Cái này cho. Thằng cặn nó vô, nó cho. Ủa, vậy đời đoàn kết toàn dân tộc bữa nay. Rồi. Trọng. Trọng nó có, trọng có. Rồi. Trọng có. Chơi bộ đội à. Mình nhớ con. Con cháu. Rồi. Còn ra ai không có vấn đề nghe, coi chừng hết ra là học máu chó luôn đó. Phải có nước dừa nó mới ngon, chúng giấm á. Nước dừa hả? Dạ. Trời, con đi cũng móc. Tụi mình lấy móc móc cho tao rồi. Thôi rửa dao cái nè. Cái gỗ đựng. Thế là mặn ta móc cái hậu ở cạnh. Đâu cái này mình thái rồi mà. Nhưng mà móc cái hậu ra, móc hậu cho nó chết á. Hậu nó riêng rồi mình mới pha lê ra. Thường thường tao mặn chứ. Pha lê là cái vụ viên là viên pha lê, còn cái này là mình phi lê nội ơi. Mày phi lê pha lê gì đó thì thái cái đó. Hành đó mọi người. Dừa nước dừa cái nó được rồi. Dừa bây giờ thì thon đi móc chứ là đâu có tử đâu có. Để đi chút con móc cho. Mày lấy ghế. Mày còn lấy cái ghế qua mình đó rồi còn con móc mình đâu có rồi đứng gần móc có tới. Đây á, giới thiệu mọi người bây giờ đây là hành nhưng mà em mà chỉ là lấy cái gốc không à, cái rễ của nó.
chắc cái món này là chắc thích ai ăn lắm mà. Ví dụ mà cái rễ của hành lá mình đó, mình rửa thiệt sạch luôn, rửa thiệt sạch luôn cho nó ra hết sình đất luôn. Cái này là ăn là đó là rễ hành ăn là ngon dữ lắm đó mọi người. Mà em nghĩ là ít ai nói được món này. Móc bằng tay, người ta thấy ta móc tay thôi mà. Nước sâu hết nè. Bây giờ người ta thấy ta móc gì không nè. Thì móc cái hậu ra làm bằng tay cái vậy. Làm với xong á, cầm với xong làm luôn, hay lắm. Móc ra nó lấy trọn nguyên cái bao tử ra luôn à. Thì kéo ra nè, móc cái này nè. Có lực, có lực. Chọn cái bao tử ra luôn á, mà không có bể bao tử luôn á. Ông ngoại chắc là đặt ngay trên chỗ ăn nhậu luôn rồi nè anh em. Giới làm sao ta? Đặt bên đây. Dạ. Bên đây nè. Đó không? Ô. Có cá không mày? Cá gì mày? Con ếch. Ô, đã ta. Đó vậy lung tung. Sao lung tung? Ếch bỏ đâu mày? Đây nè. À có nghĩa là mình rộng lại đó phải không? Có bự không mày? Bự không? Bự không mày? Bự. Ở đứng bự à. Ờ. Hai con ếch con rồi. À, con dưới nữa. Ờ dụng dưới con nữa. Ủa dưới con hai con ếch này mình xào con ngốp xào ngốp. Dạ dạ con mình dân nông dân gặt luôn. Quá trời thơm luôn rồi. Dặm lúa cái lúa mà ai nói. Đúng là gì nãy giờ sau khi phi lê mọi người đây. Là gồm cái gì là cái gì vậy cả? Tiêu, hành, tỏi, ớt, mắm, bột ngọt. Ờ. Gia vị thông thường. Lấy tôm thơm với chảo đi hả hả nóng rồi đó, đổ dầu đâu cho nó đổ chiên đâu rồi sợ nóng để chiên để chích chiên chưa làm cái đá nữa ta. Phải đổ vô miếng nước mới được. Vừa phải có miếng nước vô nữa. Vừa giấm nước. Dĩa, dĩa góc hành của em công kỹ mà lặt. Mà thằng Tám lại nó đem đi đổ bỏ. Tàn nhẫn vô nhân đạo thiệt. Đúng không, không biết ăn mà. Bây giờ ai ăn này đâu mày. Rồi không ăn hứa ơi. Thôi bởi vậy đó, ít ai ăn có lắm. Sạch rồi. Đâu đâu có ăn hành được đâu. Cảm luôn. Thằng nó không có vợ. Để nó vừa trước đây. Kìa kìa, xoáy cho nó dàn dàn ha. Nó vừa kìa, cái nó vừa kìa. Chưa đợi chút nữa. Nó nhẹ dàng chút, nhẹ dàng chút đi. Thôi đi. Khác luôn cái dạng mẹ. Ê, vừa vừa. Chua lẹ luôn đó. Chua dữ lắm. Chua niêm đường. Niêm đường. Thầy tôi không hạt nêm là cà nó nè, nêm hạt nêm của nó mới ngon. Đi vô không rồi bạn chát đó, không có nước mắm không ra không lầy chỗ tài nêm mình phải vừa ăn thôi. À, dạ ngọt kìa. Vừa không nổi một ăn một đống ăn luôn. Mất trí với bà luôn, ăn nhiều ngọt không tốt. Trời lấy tới hai cái đường ra luôn. Con não dữ vậy. Thiếu cái nước mắm rồi. Giờ chơi nhiêu đường nhé.
sâu hấp dẫn. Thơm không? Thơm. Để xương vô trước cho nó ra nước ngọt. Đúng, đúng. Ngọt lý. Hãy quên cắt cái này nó còn nguyên cục. Ừ, không có cắt ngoe, cắt ngậm gì ra chơi nghe hết luôn. Ăn như ăn ngồi vậy. Quá rồi. Ủa mấy này mấy vòng vòng đi. Hà Tấn Dũng trong Hà Phước đâu nha, mua Trần Phước đâu. Trần Phước. Có 10 Phước cái là 10 Phước nào cũng chết ngắt rồi, Phước sao ưa chết rồi mày. Nên Phước ưa chết. Ba Phước cũng chết rồi. Ờ, ba Phước cũng chết, 10 Phước cũng chết. Ủa 10 Phước là chết rồi hả? 10 Phước chưa, 10 Phước còn Ninh Quế mà. À, nhà Ninh Quế thì ông già của ông bá, Trần Sơn Bá. Họ Trần mà. Thằng đó trước sau cũng chết được 10 Phước rồi lỡ. Ông nói 10 Phước cũng trước sau cũng chết thôi à, chứ không đâu. Già chết thì sao vậy? Già rồi. Ông bá thì làm ơn làm ơn Trần Sơn Bá. Vô. Lúc trước ổng đoàn trưởng dẫn đi tắt lửa. Lửa mình từ Pháp á mà. 10 Phước á. Còn trước sau nó cũng chết nè. Ba Phước cũng chết, 10 Phước cũng chết, còn nó là mấy Phước? Ba Phước chết phải là cả 100 tuổi rồi. Nghe chưa? Phước này chết rồi. Có cả khu sống hoài thôi. Chưa à. Chắc. Vậy rồi. Kỹ, mà trời thiên mà. Không cần sống năm nào chơi mày để không? Mày nhớ trời thiên không? Không cần sống năm nào chơi, bôi sổ diêm vương. Năm sau quá trời mất tới. Đập chết quỷ sứ luôn, xuống diêm vương, đập chết quỷ sứ luôn chứ. Bóc mất thử á, có cầu quá. Ừ rồi thủ nó trốn nó mất rồi. Chút xíu không lên vậy nè. Tao không cần sống năm nào hết trơn. Qua bôi sổ như đập chế quỷ sứ luôn. Cái rượu này hay mạnh hay rượu đắng ta. Ừ? Cái rượu này thì nhất sứ ha, cái đổ này. Khá rượu đắng không? Hạng nhất luôn á. Ừ? Vợ tôi nó biết tôi về đây cứ như là đưa ổ về gừng. Đâu về gừng ha. Tôi ổ về gừng. Thiếu gì đây dài đó các bạn chiến đấu xưa không? Rồi, vô đi. Chúng tôi. Nãy độ phải hết 500 mét cha. Gì? Về nơi cư trú hết 500 mét. Cái gì? Giảng viên về nơi cư trú. Này ta, cái này mà bỏ cho đây. Hay biết. Cái này ta bỏ riêng này, nó cho nó bắt. Giao 500 này, sao đóng cái thân hay gì? Đâu có, về nơi cư trú mình đưa đóng cái điểm. Hả? Tôi gửi chai rượu kìa phải không? Ờ đó tôi cắt. Đó là cô Tư nói với. Ờ không có để khách đâu, chơi rượu đâu. Ông ngoại nói với cô Tư đi. Ngoại nói cô Tư đi. Nói đi. Ông ngoại nói đi. Thôi. Đó là con mở máy hả? Cô dạ. Tư à. Anh cảm ơn cô Tư nhiều lắm. Anh cũng trông mong cô Tư được về thăm anh. Nhưng mà nếu gặp hoàn cảnh không về được thì thôi chứ là anh uống hết chai rượu của cô, của để em. Anh còn giữ cái chai mãi không bao giờ anh bỏ. Nó không hay thì con cắt bỏ em. Còn cô mà gửi anh cái chai tiếp tục nữa thì anh để mãi mãi đó. Đó, cảm ơn cô quá nhiều của tôi. Giữ mãi. Vẫn còn thơm, hở giống. Giống như là cà phê vậy. Cà phê sữa, giống như cà phê sữa vậy đó. Biết rồi nhưng mà nó giống như cà cao sữa. Mà kiếm chai gà mi SO mà đổ cho ha. Hai cái pha lộn lại, đổ đi. Đã lắm thơm mà cái kia bị cái kia thì nó mạnh. Cái này thì nó thơm béo. Rồi mà xây thằng nào không hay nha. Ủa nó uống thơm. Bữa nó cặt uống cho ta. Mới gửi. Mới nhậu ở đây đó. Uống cốc. Mình đừng có nói bậy thôi. Là không ai trách mình chứ. Cái vụ này đảng rồi nó nói vụ cắt bỏ đừng nói. Dạ 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 dạ. Được cái vụ đó được. Vụ đó được. Có cái gì kết chi nữa trời. Hả? Ờ nhá hàng hả? Ủa có mùi nè. Có mùi nè. Có lên cái nào. Ờ đó. Thơm thơm lại đó. Là cụ mà. Còn cái này là kêu bằng hưởng sái á. Bắt thôi. Con trai chú cuối ra đặc biệt nè. Chú cuối ra. Uống mà giữ cái chai này. Để lưu niệm. Cái này là kêu bằng nhất. Mà uống cái lưu niệm của tôi ơi. Cô làm đó, sao ai để vậy? Thương để nhớ tôi nghiệp quá cô Tư. Nơi giờ vô cưng á. Tới ông tao uống rồi là tới tao á. Để thương để nhớ thì cô Tư. Vô nè. Anh Năm vô nha cô Tư. Dạ. Dạ nhà con cũng ở gần chợ nhưng mà con hướng về Cầu Đỏ. Cầu Đỏ hả? Dạ con ở giáp ranh xã Vĩnh Lộc với xã Quốc Ninh, con nằm xã Quốc Ninh. Mà nằm trên đường lộ bự luôn, quốc lộ 63 hết ta. 63, 61, tao cũng quên. 63. 63, quốc lộ đường quốc lộ 63 hướng ngang vừa về Cầu Đỏ đó. Con ở giáp ranh xã Vĩnh Lộc, xã Quốc Ninh mà con nằm xã Quốc Ninh. Ủa có đó là phải quốc lộ. Tỉnh lộ quốc lộ không nói. Lao. Tỉnh lộ 63 của Liên huyện. Đâu phải quốc lộ.
thì tỉnh lộ hay quốc lộ để lộ sáu ba năm ngoài chú lại mới qua nằm bên Kiên Giang, bên Kiên Giang mới 63 bắt là đường 63 bờ bên Vĩnh Thuận á, Vĩnh Thuận đổi về Cà Mau á, Cà Mau rồi đó. Dạ nó có đó mới mới là 63 đó ông nội. 63 ở bên đây quốc lộ 94 lộ Bạc Liêu ngày lộ nông thôn mới. Cái đó lộ đó là đường lộ đó nó cái tên nó hơi dài à. Ở đây bọn hồi vợ tôi chửi tôi là nhà con thì ở gần giữa tấm dẻo đi dưới chút. Mày ở tối đâu bắt rồi cho mày ngủ mày về thôi. Kệ mày, tao không cần cho. Bữa nào xuống bắt mẹ. Bắt một ngày bắt thì được. Dễ em, bữa nào tôi chạy. Có bao nhiêu chim đó. Đó đó, mày thấy chưa? Đó đó. Cái này được rồi đó. Đó đó. Rồi tính cho mày gà mông đó đó. Ờ được rồi, bốn đó được á. À, gà mông đó đó. Được không? Sau này hôm nay về thu rồi con xanh nghề đá gà nữa. Ông mày thấy thăm qua vườn gà không? Con nhỏ con. Hả không? Nhỏ con. Đưa không cho về bắt mấy chứ đâu không cho mà đồng cho mà rồi hỏi quá đâu có đâu uống được thôi mày uống nước lạnh không vậy dạ ngủ mà ngủ còn nát có chấm rượu vô đó ngủ hả ngủ á thôi là trời tao hư hửi tao tính đâu mày nước lạnh tao uống trời ơi vậy là uống vậy là mặt nè uống bằng mấy cái đạn rượu này cái đạo biết không vậy tao bị kháng bốn em gái đâu nó gửi cho chai rượu tao uống hết rồi để chai không nó chấm rượu vô rồi không qua rồi trời thiệt phải chi đem cái đãi chung thì không có để nó đem qua phe không à. Hàng chơi vậy thôi. Tặng riêng tao chứ không phải tặng cho mày mà tao đẩy. Thì tặng chung với đem ra con cho. Không không tặng chung đâu, tặng riêng. Còn cái chai tao uống hết tao giữ lại. Đó, bây giờ em muốn có thấy rõ ràng sự thật cái chai năm giữ. Không. Mãi mãi. Mình đi đụng tóc bạc chơi. Đúng rồi. Mày chưa biết chị Năm mẹ khắp nơi đâu. Nhiều chị Năm bánh mày. Mời tao đi rồi tao thăm bà ngoại con nữa con. Nữa không ngoại? Ừ, bà ngoại lớn con. Còn bà ngoại kế nữa, còn bà ngoại này nữa. Thứ 4, thứ 5 là nguồn. Vậy là ông ngoại là giống như là gốc của Di Tiểu Bảo rồi. Hả? Di Tiểu Bảo á. Từ 78 đến ngày à. Ông ngoại là hàng mặt tử con ơi. Hàng mặt tử hả? Ừ. Mai Đình. Ừ. Mai Đình rồi Mộng Cầm rồi đúng đó. Rồi thủ là chắc anh chạy lại cho ca đó. Gì, cái gì người ta có một bài ca, ca một khúc cái gì. Gì. Là Mộng Cầm vậy đó. Mộng Cầm ơi. Cầm ơi kể từ nay em không còn sợ cô đơn. Đình Mộng Cầm với dế này nè. Cái gì nữa nè. Ba bốn đứa đặt. Mộng Cầm đâu sợ cô đơn nữa đâu. Để được chế. Ông ngoại. Đứa này mới đâu làm thuốc không? Mới đâu. Đứa ngoại mơ dự cho thăm bà mày lớn con chứ. Hả? Mới đâu làm thuốc không à? Tôi ghé thăm vợ tôi chút. Tôi ôm cổ tôi hung nó không biết ông thấy rõ ràng sự thật gì thôi à ai biết đâu mà thôi được nhé tôi cho liền à không, không chuyện đó là chuyện của anh ấy bữa làm thuốc không à hả bữa làm thuốc không à đâu hay bữa nhậu ờ bữa ăn thuốc không có làm nhậu bữa làm thuốc này làm thuốc hay làm phước làm thuốc làm phước hả à? Làm phước thuốc, làm thuốc làm thuốc chứ mà cũng phải làm phước mày bảo cũng chết à 10 phước còn chết 3 phước mình không chết tôi mới sợ ừ. Ừ. 10 phước động chung cùng tôi cũng chết 3 phước cũng chết 5 phước là chết rồi không có 5 khu thì chết luôn rồi 5 khu ai chưa chết được 5 khu sống hoài còn sống tại ông nói với khu câu trong 5 khu này đạn nó mắng biết nhiều lần cũng chết luôn vậy chứ mà đâu phải gũ bán cũng chết à trời thiên vậy không Đại Thiên là biết con ai không? Con của bà nữ hoa mà ông cha tao là Thái Thượng Lão Quân của mày. Tao cái coi. Má tao bà nữ hoa đương nương, còn cha tao Thái Thượng Lão Quân, người sao giết tao được. Lần này rồi đó. Mới bô sổ dương dương, đập chết quỷ sứ luôn. Mày đem bộ sổ tao coi đây. Thấy mấy anh gì? Số mà ông sống được 300 300 năm ông đó. Tao còn sống được đập chết. Cái câu chi? Đập chết con em. Nhưng mà nhậu cho ủa câu cho con nè con mình nhớ nó câu con thì con bữa nay nói chú bạn như lắm bây giờ tại nhớ vậy nhá ba tôi đã được lâu quân đâu còn còn má tôi là bà nữ qua nâng lên đó em cháu vợ với ghẻ tao nào không được cũng được mà cháu vợ là khác cháu ghẻ là khác cháu ngoại vợ rồi cháu ngoại vợ tại cháu ngoại vợ còn cháu ghẻ là khác bởi qua đó mới ra nói chuyện rồi em mời anh em và mọi người lấy rượu mà anh Vũ chị Trinh, mà anh Thuận, anh Mỹ, anh Chiêu, anh Lộc, anh Việt rồi, anh Quậy nữa.
Vậy rồi Cống ơi, anh Tuấn, anh Hoàng. Cống mời đi chứ tao giờ không nhớ có con nha. Cống mời. Cống mời rồi. Cũng xin nói thêm luôn à, Mai ơi, sao không gặp em? Có nói mà anh không có nhắc em. Dạ. Em cảm thì không gài, anh đi đám quá trời luôn rồi. Anh mới về, hôm nay em cảm anh quá. Mới hẹn được nè. Rồi, dạ. Hôm nay là cảm quá, mời tất cả là bủ là với cái đầu mình đây hấp quân hấp tỏi tất cả nha. Rồi nhớ đầu mời đó nha, đừng có đừng trách tao từ nghiệp quá. Về chơi là mời tất cả, tổng mời, tổng mời tất cả các con em cháu tất cả vui vẻ sống vui, sống khỏe, sống vui vẻ. Mình cầu chúc mình hạnh phúc mãi mãi, bình an, có việc nói chung vậy mới ngon. Em cháu vừa thăm tao mừng quá cua rồi. Vô nè, nấu giấm là phải chua mới ngon. Vô. Không chua là không ngon. Chua là vậy mới đúng. Vô nghe không? Mời cống mời luôn. Con có ông bạn làm hay lắm, làm ngon lắm. Duy thằng tài tử tài xế này nữa, tao nhớ nè, tao ngủ không đấy đâu cho đừng trách tao nha. Phước, Phước Đồng Nai. Lẩu cái vừa chua mà nó vừa có vị ngọt của nước. Nhớ dừng dừng nữa nha. Rồi vô. Còn lép nữa, lép. Lép vào Phú Quốc nữa. Rồi cái thằng địa miên mà tôi quên tên, tôi nhớ tên nữa. Đâu có gì hết. Gót. Gót cái gì? Gót. Thiệt, không có nhớ, mọi thiệt. Thông cảm. Thông cảm. Ờ, bất xạ xà quần con ta đẹp. Ông ngồi. Dạ hả? Ừ, mới với ổng. Ủa, vậy là dưỡng chú, ông dưỡng chú. Ông mới đè lấy ly rượu tao, lấy đi gì tao uống. Ông lấy ly rượu, đè ông chút không rồi. Mày sao mày nè tao nữa? Ổng đụng với mày. Dạ. Mày lấy cái đứa con chở cái thằng này. Quên rồi. Ngon ha. Mày xin lỗi, con xin lỗi. Con kêu bác đây. Cây rượu cô Tư, anh chưa khui à. Anh nói em gì được rồi. Còn cây rượu gì? Còn xíu à. Gì còn để nguyên chưa khui luôn. Hôm nay là bác nhiêu tuổi, đặng có biết con dễ thương không? 50 rồi. 50 rồi. Chú đi. Chú đi. Mà nói giữ sống trên đời vậy. Ông nói gì nè? Mình giàu sang cũng như người nghèo khó à. Mình giỏi con người giỏi hơn. Mình giỏi con người giỏi hơn. Đừng có, đừng có tự hào. Em nhớ câu đó. Đừng tự hào. Mình giỏi con giỏi hơn. Mình giỏi con giỏi hơn. Nó chua quá chua. Ngon thứ bảy này vô chơi nữa nè. Cái làm sao cậu tử chưa trời. Cái đó đâu phải bao tử vậy, cái đó là cái cuốn họng bông 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 bông. Rồi rồi, cái là ngon đó, cái này nó rửa sạch. Mấy cái này đâu có rửa. Bao tử mình mới làm sạch thôi. Bông 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 bông. Bữa nãy bao tử là cỏ. Bao tử đó mình lấy lại luôn, cái vò ở dưới. Giờ cái vò cầu vẫn lấy bình thường nhưng mà làm sạch. Làm sạch nước không cá nào không được hồng đâu. Mình mổ ra cái đầu cạo. Cá này con câu dưới sông mà. Để xuống sâu vô. Con câu dưới sông mà. Không phải bắt cá của ông đâu, cá của nó câu. Thì cho nó ăn cho rồi, ăn rồi muốn không à. Tôi chắc không có được nó ăn hết được. Nó có ngày. Với bần, ổi, cóc. Cái gì tao cho thầy xuống ăn. Bởi vậy ta thường thường ta nói nè. Xấu hay làm tốt là dốt hay nói chữ. Mình biết thì hay nói nữa. Biết. Mình biết ta nghe cái gì không mà nói. Biết thì nghe. Biết hay, hay ngóng, ngọng hay nói. Ừ. Phải không? Biết hay biết ta nói cái gì. Ngóng, ngọng hay nói. Biết hay ngóng, ngọng hay nói, mấy cà lâm, mấy cà lâm nó mập 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 không em? Thì chưa, cho vô ly đây, vô với tám tạng, có tám gì? Tám lầy. Nó tên lì, nó thật, nó tên lì. Không, tại mình nói cho vui vậy mà. Dạ, cuộc đời con không có tàn đâu, chưa tàn. Chưa tàn. Chưa tàn, chưa tàn, còn được. Tao có một bạn tám tạng dữ lắm rồi. Ông tám tàng ấy sẵn quà đó hả? Ừ. Biết. Minh Tàng ai? Minh Tàng, biết. Dữ không? Ông biết, em đâu chơi. Nói về đám tàn tao thông cảm nữa. Sao mà đó luôn à. Không có đám tàn hy sinh là tao thương lắm. Ông có mày con ông còn gánh phú đâu. Gánh phú ra chơi. Đám tàn là ông già ông cùng đê ở buổi sáng gần nhà nước. Đức. Năm Đức thì nhắc hết. Không phải như đám tàn gặp tao nó ra trận rồi. Đi rồi. Cũng không có mày là tao thấy mày là tao không bỏ mày. Còn đó mà. Em đi mổ, em không đi mổ ông hay chưa? Bữa con lắm trời sớm đó. Không mày. Tao gánh mà. Phụng á. Dạ, bắt đầu ở chỗ cái trường trung học Phụng á, vợ cơ sở đó. Gánh hoài vô. Bây giờ bà anh nhậu với con cháu. Ngoại kêu ông. Ê, tao dạy con cháu sau này tuổi già như tao, nó cũng giống thịt với tao vậy, đừng nói đầu khác. Trời ơi trời. Ừ, đó.
Ông ngoại về đó con không cần. Không, ông ngoại ơi, không chắc con thấy tình hình chắc không có tuổi già như ông ngoại đâu, khoảng bốn mấy năm mươi lật hết trơn này. Nói chơi để... năm nay mới 50 rồi mới thấy kiểu rồi đó. Nó từ chối trước mà để chưa, nó từ chối trước rồi đợi đâu nói trước thì sao hiểu sao. Coi không có đường lối này chắc tụi con Hà là không dám đi theo đâu. Không dám đi theo. Nó từ chỗ trước thấy chưa? Mày thấy chưa? Mày thấy kỹ chưa? Theo đấy, theo đường này khổ quá hả? Theo đường này thấy khổ quá, phức tạp quá, khổ quá. Mệt cũng chết luôn. Thôi thôi vậy đường này nãy đi đi. Nè, muốn đi chào mọi người đi tối rồi. Thôi lên đây cũng từ tại cũng xin chào tất cả là cô Tư với anh Vũ Duy Trinh chú Sinh Tám rồi luôn nha. Tối rồi. Tất cả là anh chị luôn cũng hơi tối rồi. Nhưng mà trong có hai bài ca cũng, mà đừng ra làm ghế ra từ vợ bỏ có khi nào rảnh á thì có hai bản đó đã lâu về hoài. Cho con hoặc là cho em em sẽ là lại vô lô tiếp nữa chứ giờ hôm nay tối quá rồi. Còn rồi, vô đây rồi có một lời nhắn với Mai nữa. Ôi, Mai đó là không gài sao nhắc tên em. Anh nhắc tên em nhiều lắm mà em không có nhớ với anh gì hết trơn á. Nè. Mời em lên rượu nha. Mai anh yêu em cái luôn đi. I love you. Sugar boy. Mời ai? Mời ai? Con bà ghiêng cái chuyện con. Yeah. I love you sugar boy mới được. Chuyện con cháu nó nhỏ. À, hỏi ai MC nó đi. Chồm chồm nghe không được đâu hỏi mày ai mày. Được rồi, nhiêu được rồi. Vô.